Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em, kênh chuyên chia sẻ những video về cây dược liệu Việt Nam. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại cây vô cùng quen thuộc. Rất ít người biết đến những cái công dụng dược liệu tuyệt vời của cái loại cây này. Đây là cây bỏng nổ hay còn gọi là cây nổ gai. Cô bác và anh chị mình nhìn cái quả của nó như này là mình đã nhận biết được cái cây này rồi. Cái cây này thì rất nhiều người nhầm lẫn với cái cây phèn đen. Nhưng mà mình nhìn cái quả là mình biết khi nó chưa ra quả thì có thể là dễ bị nhầm, nhưng mà khi nó ra quả, mình nhìn cái quả là mình biết nó không phải, và mình có thể cũng phân biệt bằng cái cành. Đây, cái cây bỏng gai. Nó ra quả khá là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị những cái công dụng tuyệt vời của cái loại dược liệu này nhé. Cái bộ phận được sử dụng làm thuốc của cái cây nổ gai hay còn gọi là cây bỏng nổ thì người ta sẽ sử dụng cành lá và cái rễ và cái phần vỏ thân. Mình có thể sử dụng tươi hoặc là thái mỏng, mình phơi khô hoặc sấy khô nhé. Phần rễ cây thì có cái giá trị dược liệu tốt nhất nên là người ta chủ yếu thu hái vào cái mùa thu để nó có cái công dụng dược liệu tốt nhất nhé. Cái tác dụng dược lý của cây nổ gai theo cái y học hiện đại thì cái công dụng đầu tiên đó là nó có công dụng kháng khuẩn, dịch chiết xuất từ cái phần lá thì nó có tác dụng kháng khuẩn rất là hiệu quả. Cái tác dụng thứ hai đó là kéo dài thời gian ngủ, có nghĩa là giúp mình ngủ sâu giấc hơn. Thì cái cao khô chiết xuất bằng cái cồn 50 độ của thân và lá cây nổ gai thì nó có tác dụng kéo dài thời gian ngủ. Thứ ba đó là tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa. Cái thành phần ở trong cái chiết xuất của cái cây này thì nó có cái đặc tính kháng khuẩn, ngoài ra thì nó còn có đặc tính chống oxy hóa vì giúp ức chế các cái sự phát triển của gốc tự do. Theo đông y thì lá và toàn cây của cái cây nổ gai nó có vị đắng, hơi chát, tính mát và ít độc. Thảo dược có cái tác dụng đó là khu phong, trừ thấp, thanh nhiệt, giải độc, chỉ huyết, giảm đau và giảm ngứa rất là hiệu quả. Cành và lá của cây nổ gai thì được dùng để chữa viêm da dị ứng, mụn nhọt, mụn đã có mủ, vết thương. Vỏ thân, vỏ rễ thì được dùng làm thuốc trừ sâu. Ở Ấn Độ thì người ta dùng cái nước hãm của cái thân cây để chữa kiết lỵ, tiêu chảy. Rễ thì có thể chữa sốt rét, chóng mặt và tay chân run. Liều dùng thì mình có thể dùng từ 6 đến 12 gram một ngày dạng sắc uống. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến một số các bài thuốc từ cái cây nổ gai này nhé. Cái bài thuốc đầu tiên đó là bài thuốc mà người ta chữa chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi, tay chân run. Thì cô bác và anh chị mình có thể sử dụng rễ của cây nổ gai, dây đau xương mỗi vị 8 gram, thái mỏng, sấy khô và mình sao vàng, sắc nước uống hàng ngày cho tới khi mà cái tình trạng bệnh của mình được cải thiện nhé. Cái bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc mà người ta dùng cái cây nổ gai để chữa sỏi thận, sỏi bàng quang. Thì người ta cũng sử dụng rễ của cây nổ gai 2 kg, rễ củ cây thiên lý 1 kg, hà thủ ô 1 kg, dâu ngô non 1 kg. Mình mang rễ của cây nổ gai và rễ của cây thiên lý đi hấp cách thủy cho chín, phơi khô, thái nhỏ và mình tán bột. Hà thủ ô và dâu ngô thì sẽ phơi âm can cho khô và tán bột. Phơi âm can là có nghĩa là cô bác và anh chị mình phơi ở bóng dân, mình không phơi ngoài nắng nhé. Tất cả các nguyên liệu mình trộn đều và mình cho mật ong vào, mình vo thành viên. Mỗi ngày thì mình uống 3 lần và mỗi lần thì 3 viên với cái nước chanh đường. Mỗi viên thì 0,5 gram nhé. Cô bác và anh chị mình nhớ cái liều lượng chính xác. Cái bài thuốc tiếp theo đó là bài thuốc người ta dùng cái cây nổ gai này để chữa cái vết thương ghẻ lở nhiễm khuẩn, thì tụ cầu khuẩn gây mủ làm chóng liền sẹo. Thì người ta sử dụng cái gỗ của cái cây này đốt thành than rồi tán bột rắc lên cái vết thương, nó làm cho vết thương rất là nhanh lành và nhanh khỏi nhé. Và một cái bài thuốc cũng chữa đau răng, viêm lợi thì người ta sử dụng cái rễ của cái cây nổ này, người ta sắc nước đậm, người ta ngậm vào cái chỗ mà răng bị viêm sâu rồi sau đó thì nhổ đi, mình không nuốt nhé. Thì nó cũng có tác dụng chữa đau răng, viêm lợi rất là hiệu quả. Cái bài thuốc người ta sử dụng cái vỏ thân hay là vỏ rễ của cây nổ gai này để
chữa nóng sốt và khát nước thì người ta sử dụng cái vỏ rễ 6 gram sắc với khoảng 200 ml nước, còn khoảng 1 phần 4 thì mình uống trong ngày. Nó chữa nóng sốt và giảm cái cảm giác khát nước rất là hiệu quả. Trong thực tế thì cái cây bỏng nổ này chủ yếu thì dân gian sử dụng cái cây này theo cái kinh nghiệm dân gian như là nấu nước lá, cành để tắm cho người bị ghẻ lở. Thậm chí là cái người bị hủi thì người ta cũng sử dụng cái cây này để nấu nước tắm và có cái hiệu quả rất là tốt. Rễ thái mỏng phơi khô hay là sấy khô, sao vàng sắc uống để chữa sốt hay là sốt rét, chóng mặt, tay chân run. Dịch chiết từ cái cành và cái lá của cái cây bỏng nổ thì nó có tác dụng trừ sâu, sát trùng vết thương khi phối hợp với thuốc lá. Bên cạnh những cái công dụng dược liệu cũng như là những cái ứng dụng của cái cây bỏng nổ trong đời sống thì cũng có một số lưu ý khi mình sử dụng cái cây bỏng nổ này để làm dược liệu nhé. Vỏ của cây bỏng nổ thì nó chứa độc, do đó thì có thể gây dị ứng và ngứa rát da. Vì vậy nên là khi mà mình muốn sử dụng cái cây này để làm thuốc thì cô bác và anh chị mình nhớ thăm khám cái bác sĩ có chuyên khoa về y học cổ truyền trước khi mà mình quyết định mình dùng làm thuốc. Tùy vào cái tình trạng bệnh, tùy vào cơ địa để người ta thăm khám và đưa ra cái liều lượng chính xác nhé. Tránh tình trạng mình sử dụng không đúng và nó gây những cái tác hại không tốt đối với sức khỏe. Cô bác và anh chị, vậy là mình đã tham khảo và mình lại biết thêm một cái loại dược liệu ở quanh cuộc sống của chúng ta. Cái cây này thì vô cùng quen thuộc thôi, nên là cô bác và anh chị mình không còn xa lạ gì với cái loại dược liệu này nữa. Video chia sẻ về cây bỏng nổ của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác đã theo dõi và ủng hộ kênh. Để góp ý thêm những cái bài thuốc về cái cây bỏng nổ này thì cô bác và anh chị có thể comment ở phía dưới để cho chia sẻ cùng với mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.